Trong buổi thử lễ phục trưa 29 tháng 12, Quang Hải có nhiều hành động đốn tim người hâm mộ. Anh tình tứ trao cho vợ sắp cưới nhiều cử chỉ thân mật. Ngoài ra, những tay chơi hàng hiệu không khỏi trầm trồ khi nhìn vào chiếc đồng hồ mà tiền vệ sinh năm 1997 đeo trên tay. Quang Hải sử dụng đồng hồ Rolex Datejust M126-281RBR0017. Đây là dòng đồng hồ cao cấp, hiện được định giá trên 600 triệu đồng. Vỏ và dây đồng hồ đều được làm bằng vàng hồng. Mẫu Rolex nói trên hầu hết được nhập về Việt Nam theo đơn đặt hàng riêng và ít khi có sẵn. Đây không phải chiếc đồng hồ siêu sang duy nhất có trong bộ sưu tập của Nguyễn Quang Hải. Chiếc đồng hồ đắt giá nhất mà anh có thuộc thương hiệu Patek Philippe Nautilus 5712R với giá 1,2 tỷ đồng. Patek là dòng đồng hồ có giá trị tăng cao theo thời gian và được sản xuất với số lượng hạn chế. Là một người đam mê đồng hồ và có thu nhập cao, Nguyễn Quang Hải còn sở hữu nhiều mẫu đồng hồ xa xỉ khác. Anh đặc biệt yêu thích thương hiệu Rolex khi không tiếc tiền tậu thêm Rolex Datejust Wimbledon với giá 400 triệu đồng. Chiếc Rolex Jagdmaster cũng ngốn của Quang Hải không dưới 750 triệu đồng. Quang Hải sở hữu hai chiếc Hertz Bloss với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Trong đám cưới của Văn Hậu, Quang Hải đeo chiếc Cartier Santos Zee Blue Dial có giá 400 triệu đồng. Anh tặng vợ chưa cưới Chu Thanh Huyền chiếc Patek Philippe Aquanaut 5167A001 có giá gần 700 triệu đồng. Lễ ăn hỏi của Quang Hải và Thanh Huyền diễn ra vào ngày đầu năm mới dương lịch, 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày 24 tháng 11 âm lịch. Lễ ăn hỏi là bước đi quan trọng, khẳng định sự nghiêm túc của Nguyễn Quang Hải trong mối tình kéo dài 3 năm với bạn gái. Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, làm công việc kinh doanh tự do, mẫu ảnh. Thực tế, Quang Hải và Thanh Huyền chưa từng lên tiếng công khai chuyện tình cảm, nhưng cặp đôi luôn xuất hiện trước truyền thông và có nhiều cử chỉ thân mật. Trước ngày về làm dâu nhà Quang Hải, Chu Thanh Huyền khoe nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào với lớp trang điểm trong trẻo. Thanh Huyền nhờ dân mạng chọn giúp tone make up phù hợp cho ngày ăn hỏi sắp tới. Nàng WAG nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc lên hương, trong đó có cả những tương tác đến từ phía họ hàng của Quang Hải. Một người chị họ của Quang Hải nhận xét Chu Thanh Huyền xinh đẹp dịu dàng chuẩn con dâu của quê hương Nhạn Ngọt. Nhạn Ngọt ý nhắc đến quê nhà Quang Hải ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đáp lại, bà xã Quang Hải đùa vui, hay em make up như này về thịt ngan được không chị yêu. Cách Thanh Huyền và chị họ của Quang Hải tương tác qua lại thể hiện sự thân thiết, gần gũi. Trước khi quyết định xây dựng gia đình cùng nhau, Quang Hải đã nhiều lần đưa Chu Thanh Huyền về quê nhà Đông Anh thăm gia đình và họ hàng. Cô nàng cũng đã tiếp xúc và thân thiết cùng hội phụ nữ trong họ hàng nhà Quang Hải. Thanh Huyền cùng bố mẹ Quang Hải, họ hàng đàng trai đi cổ vũ anh thi đấu và ăn uống vui vẻ sau trận đấu. Mới đây trên mạng xã hội, Chu Thanh Huyền không ngần ngại khoe doanh thu từ livestream bán hàng trên nền tảng TikTok của mình. Lười quá like hơn tiếng đã tắt rồi, Thanh Huyền viết trên Instagram cá nhân. Dù chỉ livestream bán hàng khoảng hơn 1 tiếng nhưng cô nàng khoe cập nhật đến 23 giờ 47 phút tối ngày 22 tháng 11 đã có doanh thu 1,6 tỷ đồng với gần 5.000 đơn hàng. Vậy mới thấy người nổi tiếng, được nhiều người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội kinh doanh online kiếm tiền khủng cỡ nào. Đó cũng là lý do dân mạng thường xuyên thấy Chu Thanh Huyền khoe cuộc sống sang chảnh, lái xe hộp xịn, xách túi hiệu và thường xuyên du lịch nước ngoài. Người đẹp sinh năm 2000 cũng thừa nhận hiện tại cô còn phải nuôi cả gia đình, chăm lo cho bố mẹ và ba anh em.